Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 11:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 7 năm 2023, chương trình gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, sáng nay Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngãi đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đầm Dơi. Theo đó, đoàn đến thăm các gia đình gồm bà Đinh Thị Hồng, sinh năm 1940, là thương binh 4/4, từng bị tù đầy ở ấp Tân Thành B, xã Tạ Hương Nam. Bà Trần Thị Cẩm, sinh năm 1947, là người hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học từ 61-80%, ở ấp Tân Hiệp Lợi A, xã Tân Đức. Ông Nguyễn Diệt Thắng, sinh năm 1958, là thương binh 4/4, ở ấp Tân An B, xã Tạ Hương Nam. Tại các nơi đến, đồng chí Phạm Thành Ngãi nêu rõ, việc thăm hỏi trao quà nhân dịp này là truyền thống và là đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Đồng chí rất trân trọng cảm ơn các cô chú đã có những đóng góp trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Thời gian tới, đồng chí mong muốn các cô chú tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu giữ vững vai trò gia đình cách mạng gương mẫu. Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tại thị trấn Nam Căn và xã Hàm Rồng, huyện Nam Căn. Đoàn đã đến thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Huy ở ấp Chống Mỹ B, xã Hàm Rồng, bà Nguyễn Kim Thủy ở ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng và ông Trịnh Minh Thơm ở khóm 7, thị trấn Nam Căn, hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tại các nơi đến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống kinh tế của từng gia đình và bày tỏ sự biết ơn về những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, đồng hành với địa phương trong xây dựng phát triển kinh tế xã hội. Cùng thời điểm trên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền làm trưởng đoàn đến thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành phố Cà Mau. Đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà thương binh Lê Hồng Bông, khóm 3, phường 1, gia đình người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Quỳnh Hữu Hạnh, khóm 3, phường 4, thương binh Từ Quang Sơn, khóm 8, phường 8, gia đình thương binh Nguyễn Thị Hào, ấp 2, xã Tân Thành và gia đình ông Trần Quang Giáo, hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, khóm 3, phường Tân Xuyên. Tại những nơi đến, ngoài gửi tặng phần quà, đoàn gửi lời chúc sức khỏe đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phát huy vai trò nêu gương cho thế hệ trẻ noi theo học tập. Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Quỳnh Khải đến thăm tặng quà các gia đình thương binh tiêu biểu trên địa bàn huyện Thới Bình. Tại các xã Tân Lộc Bắc, Tân Lộc và Tân Phú, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các gia đình người có công và thân nhân của họ, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh xương máu của các thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Mong muốn các thương binh tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu học tập noi theo. Trước đó, vào chiều qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Vưu Thị Mười ở khóm 4 thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Mẹ Việt Nam anh hùng Vưu Thị Mười có chồng và con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại nơi đến, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi đến mẹ lời tri ân sâu sắc với những cống hiến hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gửi đến mẹ phần quà và mong muốn mẹ sống lâu, sống khỏe, là tấm gương sáng để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay học tập noi theo. Cũng vào chiều hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Nam Căn đến thăm gia đình chính sách người có công tiêu biểu tại xã Hàng Vịnh. Đoàn đến thăm, động viên và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Xuân, 89 tuổi, có con là liệt sĩ, sống neo đơn tại ấp 1 xã Hàng Vịnh. Ủy ban Nhân dân xã Hàng Vịnh đã xin chủ trương cấp trên hỗ trợ bà Nguyễn Thị Xuân 20 triệu đồng sửa chữa nhà tình nghĩa từ quỹ đền ơn đáp nghĩa. Dịp 27 tháng 7 năm nay, Chủ tịch nước gửi tặng quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ trên địa bàn huyện Nam Căn, tổng số 649 đối tượng, tổng số tiền 198 triệu đồng. Ngoài ra, huyện tặng quà bổ sung cho trên 100 đối tượng với tổng số tiền 42,1 triệu đồng.
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, hôm qua, huyện U Minh tổ chức lễ bàn giao hai căn nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng gặp hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà thứ nhất bàn giao cho bà Ngô Thị Mơi, sinh năm 1942, ở ấp 6 xã Khánh Tiến, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đang hưởng chế độ thường xuyên. Căn nhà thứ hai bàn giao cho bà Võ Thị Út, sinh năm 1942, ở ấp 10 xã Khánh Lâm, là người có công với cách mạng được tặng thưởng quân huy chương kháng chiến trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Các căn nhà có diện tích từ 60 đến 120 m2, mỗi căn xây dựng trị giá từ 100 đến 250 triệu đồng. Trong đó, quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do thân nhân, gia đình góp thêm. Sáng nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp đoàn tổ chức cứu trợ trẻ em Hàn Quốc đến làm việc tại Cà Mau, tìm hiểu cơ hội triển khai dự án hỗ trợ tỉnh Cà Mau về phòng chống tác động của biến đổi khí hậu, thông qua giải pháp trồng rừng và nâng cao năng lực cộng đồng. Tại buổi tiếp và làm việc với đoàn tổ chức cứu trợ trẻ em Hàn Quốc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau, các ngành có liên quan đã trao đổi thông tin về nhu cầu kêu gọi viện trợ, tình hình biến đổi khí hậu của tỉnh. Tổ chức SC giới thiệu đề xuất dự án trồng rừng để các bên trao đổi, thống nhất phương án xây dựng dự án phù hợp. Trong 3 ngày làm việc tại Cà Mau, đoàn tổ chức cứu trợ trẻ em Hàn Quốc sẽ có chuyến đi thực tế tại 3 xã Khánh Hải, Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời để khảo sát địa bàn trồng rừng, thăm một số hộ có mô hình sinh kế bền vững, khảo sát các địa điểm bố trí trung tâm thông tin đào tạo về biến đổi khí hậu, thăm trung tâm giống nông lâm nghiệp tỉnh Cà Mau. Hiện Cà Mau có trên 200 chương trình dự án khó khăn bức xúc cần kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2023-2025 trên các lĩnh vực. Tính từ đầu năm đến nay, huyện Cái Nước ghi nhận 36 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết và 26 ổ dịch nhỏ. Cứ trung bình 1 ca mắc bệnh sốt xuất huyết lại phát sinh ổ dịch nhỏ, nguy cơ bệnh sốt xuất huyết bùng phát và lây lan trong cộng đồng là rất cao, nhất là những tháng cao điểm mùa mưa như hiện nay. Để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe người dân, trạm y tế các xã, thị trấn tăng cường công tác giám sát, kết hợp phun hóa chất xử lý ổ dịch nhỏ theo quy trình và đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, giúp người dân nâng cao ý thức phòng chống bệnh sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Trọng tâm tuyên truyền hướng dẫn người dân duy trì khâu diệt muỗi, diệt lăng quăng tại hộ gia đình. Đây là biện pháp dễ làm, không tốn kém chi phí và mang lại hiệu quả cao. Khi bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng ngừa và thuốc đặc trị. Do ảnh hưởng bão số 1 mấy ngày qua tại huyện Trần Văn Thời đã có mưa lớn kéo dài, gây ngập úng nhiều diện tích lúa hè thu ở những vùng trũng thấp trên địa bàn huyện. Tại xã Khánh Hải, tình trạng ngập úng lúa hè thu khiến cho nhiều người không khỏi lo lắng. Theo nông dân, đến thời điểm này, trà lúa của bà con mới xuống giống được hơn 1 tháng tuổi, đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Nhưng hiện tại mực nước trên ruộng rất sâu nên cây lúa không phát triển được. Một số loại sâu bệnh cũng bắt đầu xuất hiện gây hại. Mưa thì đi nó ngập hết trơn rồi đó, mà bây giờ không có bơm được rồi, sổ nước nó cũng không ra nữa, giờ chắc cũng vài bữa nó tính mời bơm đó. Cấy bao nhiêu dặm nhiều hư hết trơn luôn, ngập hết trơn. Nhằm hạn chế tình trạng ngập úng, một số hộ dùng máy bơm rút nước từ đồng ruộng ra các sông rạch để bảo vệ trà lúa. Tuy nhiên hiện tại mực nước trong các sông rạch dâng cao làm ngập nhiều đoạn lộ giao thông nông thôn, nên người dân gặp khó khăn trong việc bơm nước chống úng. Thì ấp cũng có vận động bà con, mà cái khu tùy theo khu, có một khu thì mình khoanh kiểu dùng được thì mình bơm, vận động bà con bơm để cứu lúa, để cho tạo cái năng suất. Còn những cái khu mà mình chưa thành lập được, cái nguyên nhân là ấp nó liền kề với nhau, cho nên là ấp mình đã làm được thì ấp bên kia nó không làm, cho nên là không có thực hiện được. Thì vì vậy một số bà con mình là cũng chưa có bơm được, là nguyên nhân là chỉ chắc chờ nước ngoài sông, hiện nay nó đang cao hơn nước trong ruộng mình luôn. Bà con đang bơm ga, nhưng mà có một cái là bơm ga thì nước ngoài sông nó đầy quá, nó tràn cái lộ. Hiện nay bây giờ là có những chỗ là nó ngập luôn, ngập nó tràn vô ruộng. Theo dự báo của ngành chuyên môn, vài ngày tới thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, khả năng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, nên nguy cơ ngập úng có thể còn diễn ra, nhất là ở những vùng trũng thấp. Phòng nghiệp phát triển nông thôn đã cho là sổ tích cực các cống tiếp đê biển, và cái tiếng từ gạch gán đến sông đốc cũng đang sổ. Còn cái tiếng từ gạch gán đến tắc thủ thì hiện nay cho vận hành các trạm bơm để tháo úng cục bộ trên địa bàn huyện Trần Thời. Đơn vị chuyên môn cũng đã xây dựng cái hướng dẫn
để phòng trừ sâu bệnh, gửi đến ban chỉ đạo sản xuất các xã thị trấn để triển khai cho người dân nắm và có cái giải pháp mà phòng trừ kịp thời. Mấy ngày nay, ngành chuyên môn đã cho mở các cống thủy lợi để xổ nước. Chính quyền địa phương cũng tuyên truyền vận động bà con nông dân tích cực bơm nước chống úng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa lớn gây ra. Theo kế hoạch tuyển sinh của các sở giáo dục và đào tạo, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7 năm 2023, thí sinh tự do có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sẽ phải đến các điểm tiếp nhận để tạo tài khoản đăng ký xét tuyển trên hệ thống. Tuy nhiên, nhiều thí sinh do chưa tạo tài khoản trên hệ thống nên không đăng ký được nguyện vọng xét tuyển. Nhận được phản ánh, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định mở lại hệ thống từ 9 giờ ngày 26 tháng 7 đến 15 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2023 để các điểm tiếp nhận tiếp tục mở tài khoản đăng ký xét tuyển cho thí sinh. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, căn cứ vào dữ liệu phổ biến điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì mức điểm trúng tuyển ở các tổ hợp môn thuộc khối tự nhiên sẽ có xu hướng giảm. Trong khi đó, tổ hợp môn có liên quan đến ngữ văn và ngoại ngữ lại có khả năng sẽ tăng, vì nguồn tuyển dồi dào hơn so với năm trước. Đại học Bách khoa Hà Nội đưa ra dự báo điểm chuẩn chi tiết từng ngành, trong đó 3 ngành thuộc nhóm công nghệ thông tin dự kiến ở mức trên 27,5 điểm, và ngành có điểm chuẩn dự kiến thấp nhất là khoảng 20 điểm. Như vậy, so với điểm chuẩn trúng tuyển năm ngoái, mức điểm chuẩn dự kiến năm nay giảm từ 1 đến 3 điểm. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng do mức độ phân hóa của đề thi tốt nghiệp năm ngoái nên mức điểm giỏi ở hầu hết các môn giảm, như toán chỉ còn 15%, vật lý hóa học cũng còn khoảng 20%, sinh học còn khoảng 10%. Vì thế, mức điểm chuẩn trúng tuyển đa số các ngành có tổ hợp xét tuyển thuộc khối tự nhiên sẽ giảm nhẹ so với năm ngoái. Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm cho các nhân viên đang làm việc tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 7 năm 2023, các học viên sẽ được nâng cao kiến thức, kỹ năng các chuyên đề về quy trình hướng dẫn du lịch, kỹ năng và phương pháp thuyết trình, phong cách và kỹ năng giao tiếp, bồi dưỡng kỹ năng thuyết minh du lịch tại điểm. Lớp bồi dưỡng là cơ hội để đội ngũ hướng dẫn viên, người làm du lịch được trang bị, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, nhằm chuẩn hóa các kỹ năng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam, cũng như những kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình làm việc, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ nguồn nhân lực phục vụ trong lĩnh vực du lịch của tỉnh. Bản tin 11 giờ 30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.